Văn Quyến và Công Vinh, ai xuất sắc hơn? Dù là tiền đạo hàng đầu trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam, nhưng với một số người, Công Vinh chỉ là gặp thời. Họ cho rằng anh còn kém xa nếu so sánh với Văn Quyến. Cách đây 2 năm, Công Vinh cho ra mắt cuốn tự truyện về bản thân. Trong đó, anh gây chú ý khi có một phần riêng nói về người đồng nghiệp trước đây, Phạm Văn Quyến. Tiền đạo người Nghệ An thừa nhận, cuộc đời và sự nghiệp của Văn Quyến chắc chắn đã tạo ra nhiều tranh luận. Nhưng với tôi, anh thực sự là một đàn anh, một người truyền cảm hứng tuyệt vời. Và sự nghiệp của tôi không bao giờ thoát khỏi những so sánh với anh. Tôi chấp nhận chuyện đó và tôi xem sự so sánh ấy là một động lực để vươn lên. Quả thật, từ trước đến nay, nhiều người vẫn có thói quen so sánh Công Vinh và Văn Quyến. Cũng giống như việc Ronaldo và Messi được đặt lên bàn cân. Mỗi khi Công Vinh bảnh bao, chỉn chu xuất hiện trước đám đông hoặc tỏa sáng trên sân cỏ, có kẻ lại chẹp miệng. Gặp thời thôi, nếu Văn Quyến không sa ngã, thì giờ Công Vinh không có phần. Thế nhưng, sự thật là Văn Quyến đã sa ngã. 15 năm trước, thần đồng bóng đá bất ngờ giáng đòn đau vào tất cả người hâm mộ nước nhà khi tham gia bán độ tại SEA Games 2005 vì 20 triệu. Đại án Bacolod ngày ấy khiến lứa cầu thủ vàng của Việt Nam lần lượt bước ra vành móng ngựa. Nếu làm một phép so sánh, những Văn Quyến, Quốc Vượng, Quốc Anh, Phước Vĩnh, Bật Hiếu chẳng hề thua kém, thậm chí tài năng hơn lứa U23 Thường Châu. Thế nhưng, họ phải tạm ngưng sự nghiệp ở giai đoạn mơn mởn nhất vì những sai lầm nghiêm trọng mà hiếm người tha thứ được. Với người hâm mộ, cái tên Văn Quyến vẫn để lại cảm xúc đặc biệt. Họ vừa thương cũng vừa giận. Nhắc đến Quyến, người ta nghĩ ngay đến thần đồng, nhưng cũng có người dùng từ tội đồ. Quyến giờ đây đã trở lại cuộc sống bình thường, làm công tác huấn luyện trẻ ở Sông Lam, Nghệ An, cũng là nơi anh đã từng chập chững những bước đi đầu tiên trong nghề. Cứ lâu lâu lại có người nhắc về Văn Quyến với cái chép miệng và thở dài. Giá mà, có lẽ là từ được nhắc đến nhiều nhất. Cay nghiệt hơn, một số lại mang Công Vinh vào so sánh. Họ cho rằng nếu Văn Quyến giữ được bản lĩnh thì anh sẽ ăn đứt Công Vinh. Thậm chí, Vinh còn chẳng có cơ hội mà đá chính nếu còn Văn Quyến trên tuyển. Văn Quyến có tài năng bẩm sinh, đó là điều không thể phủ nhận. Nhiều người hay lắm, họ luôn ưu ái cho những người được thiên phú và phủ nhận hoàn toàn những cố gắng của người bình thường. Có thể Công Vinh không có tài năng bẩm sinh, nhưng trong giới cầu thủ Việt Nam ngày ấy, chắc chẳng có ai tập luyện nhiều và chăm chỉ như anh. Thế nhưng, cái bóng của Văn Quyến vẫn che lấp mọi sự nỗ lực của Công Vinh, cũng như việc người ta chỉ nhớ đến tài năng của một Lionel Messi, rồi mỉa mai sự làm màu của Cristiano Ronaldo. Nhưng cũng có thể hiểu cho người hâm mộ, có thể vì họ đã quá tiếc cho tài năng của Văn Quyến, nên không biết làm gì hơn ngoài trút lên Công Vinh. Với một số người, hình ảnh Văn Quyến trong lòng họ mãi là cậu bé vàng, một cầu thủ nhỏ con nhưng khéo léo trên sân cỏ. Còn Công Vinh, những ồn ào trong cuộc sống cũng phần nào khiến cho tên tuổi của anh bị ảnh hưởng. Từng có thời gian, người ta ném đá tiền đạo này mải mê yêu đương với Thủy Tiên, tạo scandal đánh bóng bản thân. Nhưng cho đến khi treo giày, anh vẫn là tiền đạo ghi được nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Việt Nam, thành tích mà cho đến nay vẫn chẳng đàn em nào vượt qua được. Đến bản thân Công Vinh cũng chẳng hiểu nổi vì sao mình đá tốt, cống hiến như vậy mà vẫn bị ghét. Trong bóng đá, thật khó để khẳng định rằng cầu thủ nào tài năng hơn. Cái người ta có thể biết chính là ai giành được nhiều danh hiệu hơn, thể hiện được nhiều hơn trên sân mà thôi. Nếu không thể quên được tài năng của Văn Quyến, vậy cũng đừng phủ nhận những đóng góp của Công Vinh. Bản thân Lê Công Vinh cũng từng phát biểu, tôi chưa bao giờ quan tâm đến việc người ta so sánh mình với Văn Quyến thế nào cả. Mỗi người có một sự nghiệp khác nhau. Quan trọng là việc tôi đã đến được với bóng đá. Tôi đã cống hiến tất cả những gì có thể đạt được, những thành công. Đó là những danh hiệu của cả tập thể lẫn cá nhân. Tôi cảm ơn bóng đá vì nó cho tôi rất nhiều thứ. Tới đây, tờ Sport 442 phiên bản tiếng Anh vừa đánh giá năng lực giữa Công Vinh và Văn Quyến để đưa ra kết luận về cầu thủ đặc biệt nhất của bóng đá Việt Nam. Cách đây không lâu, Liên đoàn bóng đá Việt Nam AFC đã lựa chọn Lê Công Vinh vào top 5 huyền thoại vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á. Đây là sự ghi nhận xứng đáng với những gì Công Vinh đã đóng góp cho nền bóng đá Việt Nam. Khi còn thi đấu, Công Vinh chính là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển quốc gia trong lịch sử bóng đá Việt Nam.
Không những vậy, anh còn là người đã ghi bàn thắng quyết định trong trận chung kết lượt về AFF Cup vào năm 2008 vào lưới Thái Lan, giúp đội tuyển Việt Nam có được trận hòa 1-1 quý giá và thắng chung cuộc 3-2 để lần đầu tiên đăng quang tại giải đấu hàng đầu khu vực. Tuy vậy, khi so sánh về đẳng cấp giữa Công Vinh và đồng hương Phạm Văn Quyến, người từng là đồng đội ở Sông Lam Nghệ An và U23 Việt Nam, tờ Sport 442 đã nhận xét khác hẳn so với sự ghi nhận của AFC. Đưa ra quan điểm của mình, tờ Thể thao của châu Á viết: chứng kiến Lê Công Vinh được AFC điền tên vào danh sách 5 huyền thoại của bóng đá Đông Nam Á, nhiều người sẽ cảm thấy tiếc nuối cho Phạm Văn Quyến, thần đồng một thời của bóng đá Việt Nam. Không ai có thể phủ nhận tài năng thiên bẩm của Phạm Văn Quyến. Trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, cậu bé vàng được đặt ở một đẳng cấp khác so với phần còn lại của bóng đá Việt Nam. Tài năng của Công Vinh lúc đó gần như bị Văn Quyến che mờ ở cả Sông Lam Nghệ An hay U23 Việt Nam. Sở hữu một đôi chân rất khôn ngoan, cùng với những pha đi bóng ma thuật, thần đồng của Việt Nam luôn mang lại sự khác biệt mỗi khi tiền đạo này có bóng trong chân. Thời điểm hiện tại, bóng đá Việt Nam khó có thể tìm ra một cầu thủ có phẩm chất thiên bẩm như Phạm Văn Quyến. Trên thực tế, khi còn thi đấu, Văn Quyến là người tạo ra vô số khoảnh khắc kỳ diệu cho bóng đá Việt Nam ở nhiều cấp độ khác nhau. Tại SEA Games 22 tổ chức ở Việt Nam năm 2003, Văn Quyến đã thi đấu chói sáng và ghi những bàn thắng đẹp mắt giúp U23 Việt Nam giành huy chương bạc môn bóng đá nam. Cũng trong năm 2003, Văn Quyến ghi bàn giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng bất ngờ trước đội tuyển Hàn Quốc tại vòng loại Asian Cup năm 2004. Tuy vậy, sự nghiệp của Văn Quyến đang trên đà thăng hoa đã sớm khép lại vào năm 2005. Tại SEA Games 23 diễn ra ở Philippines, dù đội tuyển U23 Việt Nam đã giành huy chương bạc, nhưng Văn Quyến và một số đồng đội khác đã dính vào vòng lao lý vì bán độ ở trận gặp U23 Myanmar. Quãng thời gian sau đó, dù trở lại thi đấu nhưng Văn Quyến không bao giờ có được phong độ đỉnh cao như trước. Trong khi đó, Công Vinh đã thể hiện được sự nỗ lực rất lớn. Liên tục trau dồi kỹ năng săn bàn, Công Vinh đã trở thành tiền đạo hàng đầu của bóng đá Việt Nam và gặt hái được vô số thành công cho đến khi giải nghệ vào năm 2016. Nếu nói về tài năng giữa hai ngôi sao xứ Nghệ, có thể Công Vinh kém xa Văn Quyến. Thế nhưng, riêng về khoản cống hiến cho đội tuyển, Công Vinh hơn hẳn Văn Quyến. Cả Công Vinh và Văn Quyến đều được các đối thủ Đông Nam Á, đặc biệt là Thái Lan, tôn trọng và ghi nhận tài năng. Văn Quyến đã bẻ sườn không biết bao nhiêu hậu vệ Thái, dù thời gian đá cho đội tuyển không nhiều. Người hâm mộ chỉ tiếc nuối và nói hai từ giá như cho Văn Quyến.